Học hỏi của em họ Mui, người sở hữu biệt thự của ông nội sau khi nhiệt tình chăm sóc ông những ngày cuối đời, chàng trai thất nghiệp tên Em cũng bắt đầu hành trình lấy lòng bà ngoại bị ung thư giai đoạn cuối để được quyền thừa kế. Nhìn cô gái trẻ nghỉ dưỡng trong khách sạn đắt đỏ, ung dung kiếm tiền trên OnlyFans cũng đủ sống sung sướng, làm Em càng quyết tâm. Gia tài của ngoại, bộ phim Thái Lan có tựa tiếng Anh đầy châm biếm How to make millions before grandma dies, cách để kiếm hàng triệu bạc trước khi bà chết, lấy chủ đề về tình cảm gia đình không hề mới mẻ, nhưng câu chuyện xã hội đầy chua chát đã khiến nó trở thành tác phẩm đáng chú ý của điện ảnh châu Á trong năm 2024. Ngày hôm nay, hãy cùng phê phim bước chân vào thế giới trong Gia tài của ngoại, nơi chứa đựng sự vô tâm đến tàn nhẫn và nỗi cô đơn sâu thẳm của các thế hệ trong cùng một gia đình. Đến cuối cùng, tài sản lớn nhất mà thế hệ đi trước có thể để lại cho con cháu là gì? Và làm thế nào để trở thành người nhận được quyền thừa kế? Cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sau lần bất cần bị ngã, bà ngoại của Em, một bà lão 79 tuổi xây sát nhẹ, còn được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Thời gian của bà chỉ còn khoảng 1 năm. Cả ba người con quyết định giấu chuyện này để Ama, tên gọi bà ngoại một cách thân thương của cả gia đình, được sống quãng đời còn lại thật vui vẻ. Nhưng Em, cậu cháu trai vô tâm, thất nghiệp mà bà thường gọi là thằng báo đời, bỗng dưng muốn dọn về ở cùng. Những đứa con cũng chăm chỉ đến thăm bà mẹ hơn, bà ngoại dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Và đúng như bà nghĩ, thông qua Em, bà biết mình sắp về chầu ông vải thật. Bà hiểu có một cuộc chiến âm thầm diễn ra, sau nhiều năm hai người con trai và thằng cháu gần như bỏ quên bà. Chua chát ở chỗ, ngoại không phải là người giàu sang gì. Lấy một ông chồng lụn bại không chịu làm ăn, gia tài của bà chỉ có đúng căn nhà cũ sâu trong ngõ. Biết được sự thật, Ama không mắng mỏ hay ghét bỏ con cháu, mà ngược lại, bà hiểu mình cần thời gian suy tính kỹ càng cho tất cả bọn họ. Bà toán khó mà bà ngoại của Em gặp là câu chuyện quen thuộc trong mỗi gia đình. Không phải ai cũng giàu có để trước khi nhắm mắt xuôi tay cho mỗi đứa con một thửa đất, một căn nhà rộng rãi. Mà thậm chí dù đã chia chác công bằng, chuyện tranh giành đố kỵ giữa anh em cùng nỗi trăn trở của những đấng sinh thành vẫn đang hiển nhiên xảy ra trong rất nhiều mái ấm. Vậy trong tất cả những người đang mong chờ nhận được ngôi nhà, ai là người xứng đáng nhất? Đó là điều mà Em, đứa cháu trai duy nhất của Ama, luôn cố tìm hiểu kể từ khi biết tin bà chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thông minh sáng láng, nhưng Em không lựa chọn một công việc hành chính hay lao động chân tay như nhiều người. Anh nuôi mộng trở thành streamer nổi tiếng. Cả ngày ngồi thoải mái ở nhà chơi game vẫn kiếm ra tiền, chẳng phải sẽ an nhàn hơn mải mặt ngoài đường hay sao? Từ suy nghĩ đến hiện thực cách nhau hàng nghìn cây số, đó chính là lý do mà Em vẫn sống ăn bám vào mẹ, một nhân viên bán hàng trong siêu thị. Em cũng như hai người con trai khác của bà là Keang và Soi đều có những mối quan tâm lớn lao khác ngoài bà. Cả ba người tìm cách thoái thác, leo lên xe trở về nhà ngay sau buổi tảo mộ, để lại mẹ Em một mình và đưa bà vào bệnh viện sau cú ngã bất cẩn. Ghen tị với nhiều người xuất thân đã ngậm thìa vàng và không phải lo mưu sinh, Em nảy ra khát khao đổi đời khi thấy cô em họ Mui giành được tình thương của ông nội và cả căn biệt thự, trong khi các con cháu khác chỉ được chia cho ít tiền. Vì cha mẹ không có giàu nên Em chỉ còn biết bấu víu vào cơ ngơi sập sệ của bà ngoại. Rõ ràng Em nghĩ cậu là người được chọn, bởi ngay khi biết bà mắc bệnh, cậu đã chụp ảnh ngôi nhà và giao bán trên mạng. Keang, người con trai cả khá giả nhờ lấy người vợ có điều kiện và chơi chứng khoán. Kể từ khi kết hôn, anh chưa bao giờ mời mẹ về căn hộ cao cấp. Chỉ đến khi biết bà còn một năm nữa để chết, anh và vợ mới trang hoàng nhà cửa năn nỉ bà về ở cùng. Dù sao đi nữa, anh cũng là con trai cả, lại còn có công việc tử tế, học hành đàng hoàng, là niềm tự hào của ngoại. Vậy nên việc Keang cho rằng mình là ứng cử viên sang gia cũng chẳng có gì sai. Còn Soi, cậu con trai út chuyên nướng tiền vào trò đỏ đen, chỉ về thăm mẹ khi hết tiền tiêu thì vẫn chứng nào tật nấy. Anh ta lắp qua loa cho bà chiếc tay vịn trong nhà vệ sinh đi cho khỏi ngã mà cũng chẳng xong, rồi lại nịnh nọt để xin mẹ già ít tiền. Soi cũng rất tự tin vì anh được bà tỏ ra lo lắng, cưng chiều nhất trong ba người con. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản, vì ngoại là một bà lão khó tính, không phải chỉ cứ nịnh đầm bà là xong. Bà vô cùng minh mẫn và không hề dễ bị dẫn dụ, khiến cho kế hoạch của Em kéo dài hơn cậu nghĩ. Em là niềm hy vọng của mẹ và bà ngoại từ bé bởi cậu luôn đứng nhất lớp. Nhưng phiên bản trưởng thành của Em khiến cả hai người bọn họ đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Em chỉ tỏ ra tử tế khi cần xin tiền, cậu đòi bỏ học để làm streamer, hứa hẹn sẽ thuê nhà riêng và phụ dưỡng mẹ. Vậy mà tất cả những gì Em đem lại cho mẹ chỉ là nỗi thất vọng. Đi tảo mộ cùng gia đình, Em cũng vô tư ngồi lên mộ người khác. Được bà nhờ giải hoa, Em đổ ụp xuống đất một cách qua loa.
Bởi vậy, ngoại mới phải lúi húi leo lên rắc lại, khiến bà trượt chân ngã. Trong khoảnh khắc ấy, em vẫn dán mắt vào điện thoại không hề hay biết gì. Lúc mẹ ngồi kể về bệnh tình của bà, em cắm tai chơi game không thèm để ý. Vậy mà khi Miui nói rằng tại sao cậu muốn trở thành người thừa kế, em nói mình muốn được tự lập. Thật nực cười khi mong ước tự lập ấy lại là sống an nhàn bằng tiền của bà ngoại đã tích cóp cả đời của cậu thanh niên sức dài vai rộng. Lối suy nghĩ ngắn hạn và ấu trĩ của em tồn tại trong một bộ phận người trẻ đương thời. Họ cảm thấy bất công vì không được sinh ra trong gia đình khá giả, muốn giàu thật nhanh thay vì chăm chỉ lao động và tích lũy tài sản. Chính vì vậy, quãng thời gian ở bên ngoại khiến cậu vỡ lẽ nhiều bài học đắng ngắt về cuộc đời. Bởi em nhận ra, bản thân cậu đối xử thật tệ với mẹ và bà đã là một nhẽ. Nhưng trên đời này, nhiều người còn tệ bạc hơn cả cậu. Thông qua chiếc camera mà em lắp cho bà, cậu phát hiện ra Soi ăn trộm 200.000 bạt trong tủ phòng khách. Còn bác cả Keng mua chuộc em bằng phong bì dày tiền để cậu từ bỏ việc đeo bám ngoại. Về phần Mui, bên cạnh công việc bán thời gian trên OnlyFans, cô tiếp tục tìm được người họ hàng bệnh tật. Cô đơn và giàu có cần người chăm sóc để lặp lại kịch bản cũ như ký sinh trùng tìm thấy vật chủ mới. Ở bên bà, thế giới nhỏ bé trên màn hình điện thoại và máy tính của em được mở rộng ra ngoài con phố và câu chuyện gia đình mà dường như cậu chưa từng góp mặt. Khối tài sản tiếp tục động lực cho em dậy sớm cùng bà bán cháo sáng, bị bà mắng té tát vì tội cẩu thả. Em học lại từ cách đun nước, chuẩn bị hàng, nấu cháo. Cậu kiên nhẫn chờ mua món cá chiên bà thích, dậy từ 4 giờ sáng đi khám bệnh cùng bà. Chứng kiến ngoại ngày càng suy kiệt vì bệnh tật, nghe bà kêu rên đau đớn và khóc vì sợ cái chết đang đến gần. Từ thái độ khiên cưỡng, em trở nên thực sự quan tâm và muốn ở cạnh ngoại. Tôi cũng không thích bánh lắng tụt trên hơn anh ạ. Chỉ có kinh là lửa tìm tui yên. Nó cua nè. Có thông năng kinh dù con đi nữa. Sự hài hước và nhanh nhẹn của em khiến ngoại cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc, dù từ đầu bà đã biết tất cả những suy tính của cậu. Chỉ khi dành thời gian đủ lâu ở bên ai đó và thấu hiểu nỗi khổ của họ, ta mới có thể yêu thương họ trọn vẹn. Tình yêu thương của em dành cho bà được bù đắp thêm dần theo năm tháng, từ việc để ý đôi dép đã trật, cách đỡ bà lên cầu thang, thậm chí đưa tiền cho Soi để ông cậu đừng làm phiền bà. Mãi sau này em mới biết rằng ngoại có người anh trai rất khá giả, biết mình chẳng có nhiều thời gian, bà bỏ qua hiềm khích bao năm để đến thăm ngôi biệt thự của anh, nơi buổi trò chuyện căng thẳng giữa hai người diễn ra. Bà ngỏ ý muốn xin anh trai tiền để mua đất xây cất ngôi mộ riêng vì chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bị phân biệt đối xử từ nhỏ, chuyện hôn nhân cũng do gia đình sắp đặt và cha mẹ già yếu một tay bà chăm, nhưng tất cả tài sản sau này chỉ đứng tên anh trai thừa hưởng. Chuyến viếng thăm cuối cùng của hai anh em ruột có kết cục đắng ngắt. Khi bà ra về mà chẳng được xu nào. Đó là câu nói đầy tủi hơn của Chiu dành cho mẹ vào những ngày cuối đời. Dù cô không cố ý trách móc, nhưng tổn thương đã in hẳn trong Chiu không thể chữa lành. Là người duy nhất thực sự quan tâm đến mẹ, Chiu cũng có những uất ức riêng không nhận được tình thương của bà nhiều như hai người còn lại. Có cuộc sống khó khăn và vất vả nhất trong ba anh em, cô cũng tự nhủ mình sẽ chẳng lọt vào danh sách đề cử, chứ đừng nói đến việc trúng giải độc đắc trong lần tranh giành này. Hơn cả một bộ phim về tình cảm gia đình, Gia tài của ngoại là tác phẩm hướng về người phụ nữ Á Đông, nơi những ấm ức họ chưa bao giờ kể được phơi bày. Chứng kiến câu chuyện buồn này không gây sốc cực độ cho khán giả, đó là cảm giác nghẹn ngào và bức bối len lỏi trong từng tế bào, bởi chắc chắn chúng ta đã từng nhìn thấy ngoài xã hội hay chính trong căn nhà của mình chuyện về những người con gái phải chịu thiệt thòi vì lối suy nghĩ bảo thủ, cũ kỹ đáng lẽ không nên tiếp tục tồn tại trong thời đại này. Để đến cuối đời, họ chỉ biết trách giận bản thân đã bỏ qua cơ hội thay đổi mọi thứ, bởi thời gian đã trôi đi như bóng câu qua cửa. Có những chuyện không thể thay đổi được nữa, như cách ngoại chấp nhận ngừng điều trị vì bệnh tình không thuyên giảm. Em tức giận hỏi và bỏ đi sau khi biết ngoại để lại ngôi nhà cho Soi, kẻ chắc chắn sẽ tiêu xài hoang phí gia sản của bà. Nỗi uất ức của em một phần do tự ái vì không phải là người được chọn, một phần là bởi quyết định ấy của bà thật là vô lý. Cuộc đời dần kết thúc, ngoại vẫn giữ sự bình tĩnh đến lạ thường. Ngay từ đầu phim, bà đã suy tính đến việc mua đất xây mộ. Khi được hỏi sống một mình có buồn không, bà cũng chẳng rõ. Bà đã cô đơn đủ lâu để nhận ra rằng đó là phần tất yếu của đời người. Hành trình của em bên bà ngoại cũng đồng thời là hành trình đầy hoài niệm của mỗi khán giả, những người có lẽ chưa bao giờ hiểu hết và dành đủ thời gian để ở bên cạnh ông bà. Cho đến ngày họ ra đi mãi mãi,
để lại cảm xúc trống vắng cùng những câu hỏi không bao giờ được giải đáp. Tại sao họ luôn bình thản đón nhận cái chết, hay tình thương của họ dành cho con cháu nhiều đến thế nào? Em vẫn dõi theo bà qua camera và thấy ngoại lặng lẽ tự chăm sóc bản thân, rồi xoay bán nhà để trả nợ và gửi bà vào viện dưỡng lão. Lúc này, ngoại đã yếu lắm rồi, bà cũng chẳng còn tài sản gì để em lợi dụng nữa. Nhưng đó cũng là lúc em quyết định đến đón bà về ở chung những ngày cuối đời. Tết năm đó, khoảnh khắc bà ra đi, em cũng là người ở bên nắm chặt tay và hát khúc tiễn biệt. Sau tất cả những gì đã trải qua, em trở thành niềm hy vọng vào một thế hệ chuyển giao không còn lối suy nghĩ lạc hậu, ra trường, mà thay vào đó là sự dịu dàng, ân cần sẻ chia và thấu hiểu với nỗi khổ đau của người khác. Ở bên ngoại, em học được rằng kiên trì, lao động chăm chỉ và đặt mọi tâm huyết vào việc mình làm sẽ không bao giờ lo chết đói. Tâm nguyện cuối cùng của bà là em sẽ tự nuôi sống được bản thân. Bài học ấy, em đã học được từ bát cháo 10 bạt, 20 bạt cùng bà bán mỗi ngày. Em và tất cả những người con luôn hỏi, nhưng ngoại chưa bao giờ trả lời rằng bà thương ai nhất. Bởi với cha mẹ, tình thương dành cho những đứa con không thể xếp hạng thứ bậc. Em ạ, ý sau si thảm cô yêu tà lọt nè. Mà cô nè, rắc khai mà thì sụt. Cô có mấy lô. Thật cô nè. Có một người mẹ đã nói với mình rằng chúng ta cứ nghĩ mình sẽ yêu thương đứa con đầu tiên nhiều nhất, rồi khi đứa con thứ hai ra đời, ta vẫn yêu nó y như vậy. Với mỗi người, ngoại lại dành sự quan tâm theo cách khác nhau. Bà thương Keang đến nỗi không bao giờ ăn thịt bò nữa để thờ Quan Âm, xin cho anh hồi nhỏ hết đau ốm liên miên. Bà dọn tủ lạnh cho Chu vì sợ cô ăn thức ăn thừa rồi cũng bị ung thư đường ruột. Họ là hai người con khiến bà có thể yên lòng lúc nhắm mắt xuôi tay. Bà tỏ ra cưng chiều Xoay nhất, bởi trong mắt bà, Xoay mãi là đứa trẻ, không tự lo được cho bản thân. Tài sản của ngoại không dành cho người bà thương nhất, mà dành cho người mà bà nghĩ rằng trông chênh nhất. Mỗi nhân vật trong bộ phim đều có nỗi khổ riêng khó nói. Ngoại luôn tin rằng ba đứa con của bà đều ngoan ngoãn và giỏi giang. Mưu sinh là trận chiến không hề dễ dàng. Nếu họ cảm thấy đời mình chỉ toàn là thất bại, thì bà cũng rất đau lòng vì không thể đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho các con. Đó là nỗi day rất lớn nhất của ngoại, cũng như tất cả những người làm cha làm mẹ khác. Tình yêu thương của ngoại dành cho em bền bỉ như cây lựu bà trồng trước hiên nhà để cầu cho em một đời khỏe mạnh. Bà kiên quyết không cho Xoay vật quà nào vì tất cả chỉ để dành cho em. Tình yêu ấy bất biến như chuyến tàu ngày hai lần đi qua trước con ngõ nhỏ, nơi bà từng dắt tay em đi học và giữ lời hứa sẽ gửi tiền vào sổ tiết kiệm cho cậu đến lúc chết, dù ngày ấy em chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Và cậu cũng đã giữ lời hứa khi rút sổ tiết kiệm mua cho bà miếng đất xây mộ riêng khang trang, rộng rãi, làm tròn tâm nguyện được con cháu tề tựu đông đủ của bà. Bắt đầu tại Nghĩa Trang và kết thúc cũng tại Nghĩa Trang, gia tài của ngoại như nói về vòng lập bất tận của đời người. Trải qua muôn vàn khổ đau, ta lại bình an trở về làm cát bụi. Ai đó đã nói, hãy sống để khi chết bạn có thể mỉm cười, còn những người xung quanh thì bật khóc. Chuyến đưa tiễn ngoại khiến cả bốn nhân vật đều bật khóc, cuối cùng họ cũng thấu hiểu và thương xót cho bà. Gia tài của ngoại khiến ta tạm quên đi một thế giới điện ảnh hào nhoáng với những câu chuyện kỳ vĩ để chạm vào vùng ký ức tưởng như đã bị thời gian phủ mờ về cha mẹ, ông bà, như chuyện về một cái cây cao lớn vẫn ở đó ngày qua ngày che bóng mát chẳng ai để ý. Chỉ tới khi nó bị quật ngã, ta mới cảm thấy xót xa. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.